Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn tham gia tích cực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương như xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh giúp bà con, trao tặng phương tiện sinh kế, xây dựng mái ấm cho người nghèo, tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là hình ảnh gần gũi thân thương, là điểm tựa tin cậy của bà con nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 1975, ngày 5 tháng 4 năm 2022. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại khi các cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tham gia cứu nạn tàu cá DNA 91066 và hai ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bị tai nạn trong lúc đang cho tàu đi tránh bão. Trong những đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới kéo dài, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng được điều động đến các địa bàn xung yếu để giúp bà con nhân dân cứu kéo, neo đậu tàu thuyền và khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đang lớn quá, vô nước nữa nước tài, nhờ anh em giúp đỡ cho con tôi, thôi cho con tôi chết. Trên lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ đội Biên phòng thành phố đã có những hoạt động tích cực liên tục tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ buôn lậu gian lận thương mại nộp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng thành phố còn tham gia xử lý hàng trăm vụ tông va, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư lưới cụ trên biển, cũng như tham gia tích cực công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hiện nay chúng tôi có 5 đài canh tại 5 đơn vị cơ sở. Và các cái đài này thực hiện cái thông tin liên lạc với ngư dân thường xuyên. Đồng thời chúng tôi cũng chia sẻ cái thông tin đối với ngành thủy sản để nắm được các phương tiện hoạt động trên biển, nhất là các phương tiện trang bị thiết bị giám sát hành trình nhằm giúp ngư dân trong phòng chống thiên tai cũng như đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Chính từ các mô hình như khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, cảng cá văn hóa, chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt cùng với cấp ủy, chi bộ khu dân cư các phường ven biển đã góp phần xây dựng các phong trào về hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững niềm tin và chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.